Hello everyone, chào các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 5. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải sách tiếng Anh lớp 5, bài tập tiếng Anh lớp 5, bài số 2. I always get up early, how about you? Tôi luôn luôn thức dậy sớm, còn bạn thì sao? Và đây là quyển sách vở luyện từ và mẫu câu tiếng Anh lớp 5 theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, tác giả Nguyễn Song Hùng của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Rồi, chúng ta vào bài số 2 nhé. Bài số 2, I always get up early, how about you? Trong bài này các bạn sẽ học những từ vựng sau: always, 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 luôn luôn, usually, 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 thường xuyên, often, 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 thường thường, sometimes, sometimes, đôi khi, thỉnh thoảng, never, 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 không bao giờ. Và những cái từ này được gọi là trạng từ, chỉ tần suất, trạng từ chỉ mức độ thường xuyên. Và các bạn tưởng tượng này, cái từ always nó được dùng khi nào? Ví dụ một ngày, một tuần có 7 ngày mà chúng ta đi học 7 ngày như vậy, chúng ta sẽ xài cái từ always. I always go to school. Tôi luôn luôn đi học đó. Ha, còn cái từ thường xuyên usually, chúng ta đi khoảng 5-6 ngày thì chúng ta sẽ xài cái từ thường xuyên. Cái từ often nó khoảng 3-4 ngày chúng ta xài often. Còn 1-2 ngày thôi chúng ta sẽ xài cái từ sometimes, thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng ít thôi. Nha. Còn never là không bao giờ, thì chúng ta xài cái từ never. Rồi chúng ta có từ once, 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 một lần, once, một lần, once a week, once a week, một lần một tuần, once a month, once a year, okay? Twice, hai lần. Ví dụ như twice a week là hai lần một tuần. Rồi chúng ta có từ get up early dậy sớm, get up early, talk, trò chuyện, online, trực tuyến, sports center, trung tâm thể thao, brush my teeth, đánh răng, chải răng, do morning exercise, tập thể dục buổi sáng nhá, cook dinner, nấu cơm tối, library, thư viện, wash my face, rửa mặt, surf the internet, lướt internet, ride the bicycle to school, cái này đọc là to school, ride the bicycle to school, đạt sẽ đạt tới trường, go camping, đi cắm trại, go jogging, đi chạy bộ này, study with a partner, study with the partner, every day là hàng ngày. Rồi chúng ta sẽ đọc lại các từ vựng sau: always, usually, often, sometimes, never, once, twice, get up early, talk, online, sports center, brush my teeth, do morning exercise, cook dinner, library, wash my face, surf the internet, ride the bicycle to school, go camping, go jogging, study with the partner, every day. Rồi chúng ta xuống làm bài tập thực hành, viết vào cái bức tranh. Ví dụ bạn này, bạn đang làm gì? Dậy, thức dậy, người ta sẽ ghi từ get up. Bạn này là bạn ấy đang làm gì? Đánh răng, cái hình là hình đánh răng của chúng ta sẽ là brush her teeth, rửa mặt là wash her face, lướt web là surf the internet, go camping đi cắm trại, mấy bạn này đi cắm trại này,
go jogging là chạy bộ này, go jogging, go jogging, okay. Rồi chúng ta xuống bài số 2, circle A B or C. What do you do in the evening? What do you do in the evening? Có nghĩa là bạn làm gì vào buổi tối? I usually watch TV. I'm watching TV now. I get up early. Chúng ta chỉ có thể chọn câu A thôi. Tôi luôn luôn xem TV. Còn câu B là tôi hiện giờ tôi đang xem TV. Câu C là tôi thức dậy sớm trước bớt. Vậy chúng ta chọn câu A. Rồi câu số 2. What do you usually do at the weekend? Weekend là ngày cuối tuần. Và câu này có nghĩa là bạn làm gì? Bạn luôn luôn làm cái gì vào ngày cuối tuần? Câu A, tôi chạy bộ 2 lần một tuần, không đúng nhá. Câu B, tôi đi cắm trại với gia đình của tôi. Câu C, tôi chả bao giờ thức dậy trễ, không liên quan. Vậy ở đây, đáp án là câu B. I go camping with my family nhá. Rồi chúng ta sang bài 3. How often do you go to the library? Câu này có nghĩa là gì? Bạn có thường đi thư viện không? Bạn có thường đi thư viện không? Đây là hỏi mức độ thường xuyên. Câu A, tôi thỉnh thoảng đi tới trung tâm thể thao. Câu này vớ vẩn, không liên quan, bỏ. I like going to the library. Tôi cũng vớ vẩn luôn, tôi thích đi thư viện, tự nhiên nói như vậy. Câu C, once a week, một lần một tuần. Vậy câu C đúng, chúng ta khoanh vào câu C. Câu số 4, how often does your father go fishing? Hỏi mức độ thường xuyên luôn các bạn. Bố của bạn có thường đi câu cá hay không? Go fishing là đi câu cá. Bố của bạn có thường đi câu cá hay không? Bây giờ chúng ta phân tích câu A cái nào, phân tích câu A nè. Anh ấy đi câu cá 3 lần một tháng. Câu B, cô ấy đi câu cá 3 lần một tháng. Câu C, tôi đi câu cá 3 lần một tháng. Đang gọi bố của bạn đúng không? Đang hỏi bố của bạn. Thì chúng ta sẽ xài he, go fishing 3 times a month. Ông ấy, phải là ông ấy nha. Rồi bài số 3, complete the sentences, hoàn thành câu. Câu 1, I always have a big breakfast before school. Có nghĩa là tôi luôn luôn ăn một bữa sáng hoành tráng trước khi đi học đó. Rồi bây giờ điền từ còn thiếu vào. Chúng ta phải đọc và chúng ta tưởng tượng xem chúng ta điền cái gì. I get up early. Tôi thức dậy sớm gì? Có từ đây, vậy chúng ta viết từ gì vào đây? Every day, tôi thức dậy sớm mỗi ngày. Tiếp theo, how thì phải là how often rồi. How often do you listen to music? Có nghĩa là bạn có thường xuyên nghe nhạc hay không? Đấy, mức độ thường xuyên đó. Câu số 4, mẹ của tôi không cái gì shopping every day, không đi mua sắm mỗi ngày. Cái từ shopping nó phải đi với go nhá. Nó phải đi với go. Go shopping là một cụm từ dính liền với nhau rồi, chúng ta không thể bỏ từ go được. Câu số 5, my brother usually go to bed. Anh trai tôi luôn luôn đi ngủ như thế nào? Chúng ta có thể viết từ early vào đây, đi sớm. Early. Câu số 6, anh ấy thường đi thư viện để mượn cái gì? Anh ấy thường đi thư viện để mượn mượn cái gì đây? Mượn sách, books, ok. Rồi, xuống bài dưới, sắp xếp lại này. Library, cái từ này là chữ bờ, bờ gì đây? Sao mà khó thế này? Từ gì nhỉ? Center này. Câu nào dễ làm trước, online này. Project này. Rồi afternoon này. Badminton hình như vậy. Rồi ok, badminton. Rồi xuống cấu trúc, các bạn cần phải học hai mẫu câu các bạn học trong lesson 1 và lesson 2, đó là thứ nhất trong lesson 1. Trong lesson 1 các bạn học mẫu câu này. Hỏi và trả lời về việc một người thường làm gì? What do you do? What do you do? Bạn thường làm gì? Chúng ta sẽ để in the morning, in the afternoon, hoặc là in the evening. Đấy, chúng ta sẽ rác vô. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Và chúng ta sẽ trả lời I always, I usually, I often. Và thêm cái hành động vô, ví dụ như là watch TV. Watch TV chẳng hạn. Thêm cái hành động vào nhé. Câu thứ hai là ở trong lesson 2, đó là các bạn học mẫu câu hỏi về mức độ thường xuyên. Hỏi và trả lời về mức độ thường xuyên một người làm gì đó. Ví dụ bạn xem phim, bạn có thường xuyên xem TV hay không? Sẽ là how often do you xem TV, viết là watch TV. Bạn có thường xem TV hay không? Và dưới chúng ta sẽ viết là I watch TV, lặp lại các hành động đó và thêm những cái từ chỉ tần suất vào. Every day, once, hoặc là once a week, twice a week, three times a week.
Các bạn nhớ này, một lần một tuần á nha. Một lần một tuần thì chúng ta sẽ xài once a week. Hai lần một tuần sẽ là gì? Twice a week. Nhưng từ 3 lần trở lên chúng ta phải thêm time vào, time có sờ. 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week chẳng hạn. Còn cái từ month là tháng, month là tháng. Rồi year là năm. Một lần một tháng là once a month. Một lần một năm, once a year. Ok, understand? Do you understand what I say? Ok, rồi chúng ta xuống phần thực hành nào. Practice là phần thực hành nhé các bạn. Rồi bài 1, hãy nhìn và viết về Peter, Mary và John. Bây giờ chúng ta coi cái biểu đồ này, cái bảng này, cái table này nhé. Hai dấu là always, một cái tick là sometime, một cái x là never. Bây giờ chúng ta có những hành động là play football. Play football là chơi cái gì? Chơi bóng đá các bạn. Chơi bóng đá. Play basketball là bóng gì? Bóng rổ. Rồi chúng ta có cái gì nữa? Chúng ta có tennis nữa này. Tennis là cái vợt này này. Đấy, chúng ta coi nhá. Akiko. Bây giờ Akiko thì thường always play basketball. Akiko sometimes play tennis. Akiko never play football. Đấy, ví dụ đấy. Và chúng ta sẽ viết cho cái bạn Peter, bạn Mary và bạn Trung. Ok. Rồi Peter luôn luôn sẽ là always chơi cái gì? Bóng đá. Play football. Football chấm. Con trai chúng ta sẽ he usually play sometimes mà usually các bạn. Cái thứ hai chính là sometimes. He sometimes play cái gì? Tennis chấm. He never play basketball. Ok, xong. Rồi chúng ta sẽ viết cho Mary. Mary là bạn này. Oh my god, sorry. Câu này phải là viết cho bạn Trung mới đúng. Trung đây mình viết nhầm nhé. Rồi xóa cái này đi, viết Peter này, Peter đây. Nha, Peter đây. Peter always play football. Chấm. He sometimes play basketball. He never. Rồi các bạn nói cho mình chỗ bị sai nha. Thứ nhất, play phải có sờ bởi vì he, anh ấy, Peter là chủ ngữ số ít. Cái thứ hai, he cũng là chủ ngữ số ít, play thêm sờ vào. Tiếp theo, he never play thêm sờ vào tennis. Đấy, nhớ chưa? Rồi Mary nè. Mary always play tennis. Rồi lại quên rồi. Play phải thêm gì? Thêm sờ bởi vì chủ ngữ số ít. Chấm. She sometimes play thêm sờ basketball. She never play football. Không bao giờ chơi bóng đá. Chấm. Rồi xuống bài dưới cũng phải là play thêm sờ và play thêm sờ thì bài của chúng ta mới hoàn hảo được, mới đúng được. Rồi chúng ta xuống bài dưới là sắp xếp nha. Viết hoa đứng đầu câu và dấu chấm đứng cuối câu. Câu 1, I always go to the lake on holiday. Tôi luôn luôn đi tới hồ vào kỳ nghỉ. Câu số 2, chủ ngữ ở đây là chúng tôi, we. Sau tới cái trạng từ tần suất always và động từ của chúng ta là have, breakfast, have, breakfast. Chữ nó chạy lên đây. Have breakfast in the morning chấm. Rồi câu số 3, cô ấy sometimes thỉnh thoảng đọc truyện tranh. Read comic book là truyện tranh nhá. She sometimes read comic book. Câu số 4, chủ ngữ ở đây là cậu bé, the boy, các cậu bé.
chẳng bao giờ đi tới bảo tàng go to the museum. The boys never go to the museum. Rồi, câu số 5, chủ ngữ ở đây là anh ấy. He always rides his bike to school. Anh ấy luôn luôn đạp xe đạp tới trường. Câu số 6 chủ ngữ bây giờ câu số 6 có chấm hỏi do đứng đầu câu. Do they go fishing once a month? Câu này có nghĩa là gì? Có phải bọn họ đi câu cá một lần một tháng hay không? Nhá, có phải họ đi câu cá một lần một tháng hay không? Bởi vì câu này là câu hỏi cho nên do đứng đầu câu đấy. Rồi chúng ta qua bài 3, sửa lại câu cho đúng. Tôi luôn luôn thức dậy sớm mà cái đề từ always nó đằng sau như thế này là sai bét. Chúng ta phải sửa lại I always get up early. Câu số 2, anh ấy làm cái gì vào buổi sáng? What he does là sai, chúng ta phải sửa thành the đằng trước. What does he do in the morning? Câu hỏi mà. Câu số 3 tương tự, chị gái, em gái là chủ ngữ số ít. Ở đây không thể xài do được mà chúng ta phải xài the bởi vì chủ ngữ số ít. Viết lại là how often the sister talk to her friend online chấm hỏi. Rồi sang câu số 4, anh ấy đánh răng vào mỗi sáng. He brushed her teeth. Oh my god. Chúng ta đang nói về ai? Đang nói về anh ấy đánh răng của ai? Đánh răng của cô ấy là sai. Chúng ta phải xài cho nó khớp. He brushes his teeth. Răng của anh ấy every morning chấm. Câu số 5, how often do you go to the sports center? Câu này có nghĩa là bạn thường đi tới trung tâm thể thao hay không? À, chúng ta xem nó sai ở đâu. How often do you go, thiếu chữ to. How often do you go to the sports center? Chấm hỏi. Câu số 6, do you go swimming once a week? Bây giờ các bạn để ý cái chữ one của chúng ta đã đúng hay sai nè. Once a week đúng hay sai? Sai chắc luôn. Phải viết như thế nào? Do you go swimming once a week? Một là một tuần. Rồi, chúng ta xuống bài số 4, Rick and March. Đọc và nối vậy để dịch được các câu này cho nó nối được. Do you always get up early? Bạn có thức dậy sớm hay không? Yes, I do. Đây là câu mẫu. Câu số 2, what does Miss Hiền do in the afternoon? Cô Hiền làm gì vào buổi chiều? Cô Hiền làm gì vào buổi chiều? Bây giờ cô Hiền là con gái, chúng ta phải nối câu D. Cô ấy nấu ăn này, nấu bữa tối này. What does Miss Hiền do in the afternoon? She cooks dinner. Câu số 3, những đứa nhỏ xem TV sau bữa tối phải không? Các bạn để ý câu này, nó có cái gì? Nó có do đằng trước. Đây là câu hỏi gì? Câu hỏi yes no nhé. Câu hỏi yes no, những đứa trẻ xem phim vào buổi tối phải không? Đây này, yes they do, vâng đúng thế. Bởi vì sao chúng ta sẽ câu này? Nó đều là câu B cũng là yes, câu A cũng là yes. Nhưng mà chủ ngữ đây là những đứa trẻ. Những đứa trẻ thì phải là gì? They do. Câu số 4, hoa rửa mặt mỗi sáng phải không? The hoa wash her face every morning. Hoa rửa mặt mỗi sáng phải không? Câu này cũng là câu hỏi yes no. Và chúng ta nối với câu B. Vâng, đúng thế. Chủ ngữ ở đây là hoa là con gái. Chúng ta tương ứng ở đây sẽ là she này. Đấy chưa? Còn trên là trẻ em là số nhiều. Chúng ta tương ứng với nó sẽ là they. Câu số 5, how often do you play tennis? Bạn có thường chơi tennis hay không? Chúng ta phải nối với câu nào nhỉ? Chúng ta sẽ nối với câu D. Tôi chẳng bao giờ chơi nó. I never play it. Câu 6, what do you do after dinner? Bạn làm gì sau bữa tối? I usually read
comic book, tôi luôn luôn đọc truyện tranh. Rồi, vậy câu 2D, 3A, 4B, 5F và 6E. Xong. Rồi, chúng ta đã xong bài số 2, I always get up early, what about you? Và hẹn gặp lại các bạn trong bài số 3. Goodbye, see you again.